Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Nhảy xuống hồ cứu con trai, hai cha con đuối nước tử vong thương tâm. Tối ngày 8 tháng 12, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đắk Lắk, huyện Đắk Miêu, tỉnh Đắk Nông cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai cha con tử vong. Theo đó, vào sáng cùng ngày, anh NVQ sinh năm 1984, trú thôn Xuân Lộc 1, cùng con trai là NVD sinh năm 2009, đi rẫy để thu hoạch mùa. Đến khoảng 10 giờ, trong lúc câu cá, cháu D bị rơi xuống hồ nước sâu. Phát hiện sự việc, anh Quy liền nhảy xuống cứu con. Tuy nhiên, do kiệt sức nên cả hai cha con bị chìm xuống nước, dẫn đến tử vong thương tâm. Khi không thấy hai cha con, người thân anh Quy đã tìm thì phát hiện dép của nạn nhân nằm trên bờ. Đến 15 giờ cùng ngày, thi thể của hai cha con được tìm thấy dưới hồ. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đắk Lắk, hoàn cảnh gia đình anh Quy rất khó khăn. Cháu D bị bệnh nhiều năm nay, vợ anh Quy vừa sinh con thứ ba. Chính quyền địa phương đang kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để tổ chức lễ tang cho hai cha con.